Bạn có hợp âm trên mang các ca khúc bạn yêu thích, nhưng không biết chơi thế nào cho đúng. Tham gia ngay khóa học này để hiểu về nhịp, nghe và phân định tiếp điều ca khúc thêm tuyệt vời. Hòa thêm chi tiết có cả trí cùng phòng guitar, học trực tuyến thêm yêu thích từng giai điệu ngân vang. Hòa thanh cho kịp thoát cả chín cùng phòng guitar. Đăng ký ngay đừng ngại ngần, bạn sẽ thấy yêu thêm đàn. Bạn chơi nhưng hợp âm thay không hay không thính, hãy tham gia học hiểu về hòa âm thay đổi theo thẩm mỹ. Bạn bối rối không biết hòa tấu cùng bạn khác, tham gia khoa học lead để chơi cùng nhau thật vui. Hòa thanh cho guitar cả chín cùng phòng guitar, học trực tuyến thêm yêu thính từng giai điệu ngân vang. Hòa thanh cho guitar cả chín cùng phòng guitar, đăng ký ngay đừng ngại ngần, bạn sẽ thấy yêu thêm đàn. Bạn không còn thích điểm hát, muốn thử chơi ca khúc không lời, tham gia khóa học tiếp theo để chuyển soạn guitar thật tuyệt vời. Lớp hòa thanh cho guitar cả chín sóng khai giảng, buổi giới thiệu vào thứ năm ngày 1 tháng 3, đừng bỏ lỡ. Hòa thanh cho guitar cả chín cùng phòng guitar, học trực tuyến thêm yêu thính từng giai điệu ngân vang. Hòa thanh cho guitar cả chín cùng phòng guitar, đăng ký ngay đừng ngại ngần, bạn sẽ thấy yêu thêm đàn. Hoàn tâm đăng ký ngay lên TT cả chín như Zalo, số 0983020574 cùng học tôi.